Hoàng Nhật Nam, đạo diễn của loạt game show đình đám, nợ bà Trùm Hoa hậu một lời cầu hôn và đám cưới. Được mệnh danh là đạo diễn của các hoa hậu, Hoàng Nhật Nam có cơ hội làm việc với hàng loạt mỹ nhân hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, vị đạo diễn từng chia sẻ rằng vợ chính là người đẹp nhất trong mắt khiến mình say đắm không thể rời. Hoàng Nhật Nam là ai? Hoàng Nhật Nam tên thật là Hoàng Hữu Nhật Nam, sinh năm 1980, sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng. Quê gốc của anh ở Triệu Phong, Quảng Trị. Sinh ra trong gia đình có truyền thống thơ văn, nhiều đời họ hàng làm quan tứ trụ ở triều đình nhà Nguyễn, nên từ nhỏ Hoàng Nhật Nam đã rất yêu thích thi ca nhạc họa. Chính vì vậy, Hoàng Nhật Nam nhanh chóng bộc lộ tính cách nhẹ nhàng, yêu những điều nhân văn đẹp đẽ. Anh đạt giải nhất, giải ba học sinh giỏi môn văn thành phố Đà Nẵng năm lớp 10 và 11, huy chương đồng và bạc kỳ thi Olympic 30 tháng 4 năm lớp 10 và 11. Với khả năng tốt trong môn ngữ văn cùng truyền thống văn hóa được thừa hưởng từ gia đình, Hoàng Nhật Nam đã quyết định theo học chuyên ngành ngữ văn báo chí của Đại học Khoa học Huế. Sau đó anh học bậc thạc sĩ tại Đại học Đà Nẵng. Dù đã học lên bậc thạc sĩ của chuyên ngành văn học, nhưng Hoàng Nhật Nam vẫn quay xe từ công việc nhà báo để học chuyên ngành đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh bắt đầu sự nghiệp của mình. Nền tảng sâu rộng trong văn học đã giúp các chương trình mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam xây dựng mang nhiều thông điệp có ý nghĩa, có tính hàn lâm cao. Những địa danh, câu chuyện văn hóa nghệ thuật ở từng vùng miền đều được nam đạo diễn vận dụng, đưa vào chương trình. Đó cũng là lý do mà các chương trình sắc đẹp do anh và vợ nắm giữ đều được tổ chức thực hiện ở nhiều địa danh trên cả nước. Theo đó, năm 2009, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là đạo diễn chương trình Người đẹp Hoa Anh Đào. Gây dấu ấn lớn cho nhiều khán giả, anh nhanh chóng nhận được nhiều chương trình dự án lớn hơn như Những dòng sông họ hàng 2009 đến 2011, Festival gốm sứ Bình Dương 2010, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2012, dấu ấn 25 năm tiếng hát truyền hình HTV 2015. Năm 2016 được xem là năm đánh dấu cho bước phát triển lớn khi làm đạo diễn cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca. Từ đó anh trở thành đạo diễn cho nhiều game show truyền hình, chương trình văn hóa nghệ thuật quốc gia. Trong số đó phải kể đến là các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, lễ trao giải Mai vàng và liên hoan phim quốc tế. Những sân khấu do Hoàng Nhật Nam làm tổng đạo diễn đều được sự khen ngợi của các chuyên gia về ý nghĩa, chất liệu và nét văn hóa riêng. Bằng những cống hiến hết mình cho nghệ thuật, hơi thở đương đại trong nước, đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa qua đã giành được giải thưởng đạo diễn thời trang của năm do tạp chí Harper Bazaar bầu chọn. Không chỉ bởi những thành tựu lớn lao mà vị đạo diễn trẻ này mang đến, cuộc bình chọn còn dựa trên tính nhân văn và ý nghĩa cộng đồng của các chương trình. Bởi vừa qua, Hoàng Nhật Nam đã sáng lập ra chương trình Việt Nam Beauty Fashion Fest, VBFF. Đây là chương trình có mục đích tôn vinh thời trang và nhan sắc Việt. Một tiết mục đẹp chỉ có thể nhìn thấy trên bề nổi, một tiết mục giá trị phải chứa những thông điệp, giá trị văn hóa bên trong chúng. Tôi luôn tâm tư rằng liệu khán giả sẽ nhớ được gì sau những màn trình diễn lộng lẫy trên sân khấu. Do đó tôi luôn kết hợp đưa văn hóa vào trong từng tiết mục và chương trình mình dàn dựng. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ về quan điểm làm nghệ thuật của bản thân. Chuyện tình với bà Trùm Hoa hậu. Dù được gặp gỡ nhiều người đẹp nhưng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chỉ chung thủy say mê một người phụ nữ là doanh nhân Phạm Kim Dung, người đứng sau nhiều chương trình nổi tiếng. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà xã hiện đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ba đứa con đáng yêu. Ba đứa con khiến chúng tôi rất bận rộn nhưng mang rất nhiều cảm hứng trong cuộc sống. Nhà là nơi bình yên để trở về, dù khi trở về không bình yên chút nào, con quấy khóc tả bỉm nhưng nó rất ngọt ngào, anh nói. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ bà xã là người khéo sắp xếp quản lý công việc tốt, không chỉ việc công ty mà cô ấy sắp xếp công việc gia đình cũng rất tối ưu. Trước câu hỏi, anh có nghĩ anh cũng là một phần nằm trong sự sắp xếp của vợ trong cuộc sống? Đạo diễn Hoàng Nhật Nam thừa nhận, rất nhiều lần trong cuộc sống tôi bực mình với sự sắp xếp của cô ấy. Khi ấy tôi không thích sự sắp xếp đó một chút nào. Tuy nhiên, có nhiều sự sắp xếp của cô ấy rất tối ưu khiến tôi thuận lòng, cảm thấy vợ mình gánh vác công việc giúp mình nhiều. Đôi khi sự sắp xếp nào đó khiến tôi bực mình, khiến hai vợ chồng tranh cãi. Những cuộc tranh cãi nảy lửa nhưng bao giờ cũng kết thúc hòa bình, cãi nhau nhiều nhưng làm lành rất nhanh. Nhưng hơn hết tôi không cảm thấy khó chịu nếu phải nằm trong sự sắp xếp của vợ vì cô ấy phụ giúp mình rất nhiều. Sau những năm chung sống, nếu như bà xã kéo anh ra khỏi những nỗi buồn thì anh cũng góp phần thay đổi bà xã không ít. Trước đây cô ấy là người tham công tiếc việc, tính rất nóng giận nhưng dễ nguôi. Giờ đây cô ấy cân bằng hơn, kiên nhẫn và lắng nghe hơn. Đôi khi cô ấy cho qua và cơn nóng giận không đến. Trước đây cô ấy không biết đến thể dục là gì mà chỉ biết đến công việc. Có thời điểm gầy sọp xanh xao, tôi đã kéo cô ấy ra công viên chạy bộ, luôn động viên vợ chăm sóc sức khỏe và nhan sắc. Giờ đây cô ấy đã thay đổi, quan tâm tới sức khỏe và nhan sắc của mình. Cô ấy tập yoga, chăm làm đẹp, anh tiết lộ về việc thay đổi bà xã mình. Mới đây nhất trong một talk show, khán giả cũng vô cùng bất ngờ khi bà xã anh tiết lộ vẫn chưa được cầu hôn và tổ chức đám cưới. Bà Trùm Hoa hậu nói, ba đứa con nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được lời cầu hôn từ anh Hoàng Nhật Nam. Theo nam đạo diễn, vợ chồng anh chị chỉ mới tổ chức lễ đính hôn với quy mô nhỏ, có sự tham gia của hai bên gia đình. Anh giải thích lý do mình bệ nghề nghiệp đó nên mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới mình cũng phải lên kế hoạch kịch bản. Và một khoảng thời gian thích hợp chắc chắn nó cũng sẽ được diễn ra.